Xin chào tất cả các anh em nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 7,5 tóc cần có kỳ hiệu là Quýt. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận 1,5 tóc cần Quýt. Con này sẽ phân phối vào ngày mùng 5 tháng 10 nha các bạn. Còn mấy ngày nữa là phân phối rồi. Rồi các bạn click phần link mô tả mình để chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn click phần link các bạn bấm nút ta nè. Rồi các bạn join ba kênh channel của nó nè. Một kênh Telegram group và hai kênh Challenge nữa nè. Rồi bấm nút chat nha các bạn. Rồi sau khi bấm nút chat xong các bạn bấm nút start airdrop tiếp theo nha các bạn. Thì nó ra một cái giao diện gì. Các bạn follow ba kênh thứ hai kênh gọi thì các bạn follow tiếp theo word của nó các bạn. Rồi các bạn đăng ký một cái từ một trang mạng sau. Từ quýt của nó nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút submit detail. Submit detail nó hỏi các bạn có join kênh ba kênh Telegram không. Các bạn bấm next step nha các bạn. Rồi các bạn điền lại địa chỉ username theo word của mình nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email đăng ký một cái mạng xã hội quýt của nó nha các bạn. Rồi các bạn bấm rồi các bạn điền địa chỉ RC20 nha các bạn. Bên dưới chút wallet MetaMask nào quý nào cũng được nha các bạn. Miễn nền tảng RC20. Rồi sau khi điện xong mới ra có điều kiện gì các bạn bấm vào balance các bạn check số cần nha các bạn. Rồi mình sẽ nhận 1,5 đồng link nè. Rồi link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân vậy video mình kết thúc. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Mỗi thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới mình trả lời cho tất cả các bạn nha. Wow, dừng em. Không ngừng luôn.